Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Phương Cá Vlog. Đây buổi sáng nè, tối thì không ngủ, tối đi phá làng phá sớm nè, giỡn hết gần cái đầu sáng ra cái đầu chui mọi ngóc gách ngủ luôn đó, nằm góc nào cũng có, không thiếu chỗ nào hết đó. Nhà trước nhà sau không ngủ đó. Chơi nó bu vô vườn chỗ nha nè, góc nào cũng có hết đó. Đó. Này là cái mớ, cái đám này là đám giặt này là ở nhà dưới thôi nha, còn đám nhà trên nữa rồi đằng sau nữa đó, đủ mọi góc luôn, góc nào cũng có luôn đó. Đó. Bây giờ đủ mọi góc luôn. Ở cái vườn Phương nằm trên là tụi nó nằm dưới nè, khỏi dưới nữa nè, đủ mọi góc cách. Nó cái gì thấy chưa, góc nào cũng có này. Trời ơi, cái cá hồi này nó tanh. Đủ mọi góc nào cũng có, nằm mà không có đường đi luôn á. Rồi, thôi. Đầu nhà sau nữa nè. Đó. Nhà sau nữa đó. Bé này Vũng Tàu về nè, kem bé kem mấy Vũng Tàu về đó, Vũng Tàu về có bầu sẵn luôn á, đẻ được mấy hôm rồi. Kem nhà sau nè, quý vị thấy không, nhà sau Phương mới vệ sinh xong. Phương đang nấu đầu cá hồi nè, mấy đầu cá hồi cho mấy bé. Đầu cá hồi này mấy bé ăn không sao, tại vì xương nó rất là mềm lắm chứ không có cứng. Nấu chín rồi Phương bóp trộn cơm nó rất là mềm gục luôn á, mình hầm vậy là nó mềm gục xương, không có cứng nên không có sợ. Đấy, vô đi con, qua cái đây, kẹt ra rồi đó nằm la liệt kia luôn á. Này là không kêu là bầy cún nữa mà là kêu là bầy heo á. Này giống như cái trạm cứu hộ heo vậy đó, chứ không phải là cứu hộ chó mèo đó. Đó, nó căng hết chưa, nó nằm vậy đó, nhà sau nhà trước không nằm, chui ra nằm như này, chịu đời hỏi không, rồi đó, trời của nó không, nó nằm ngủ gì á, nằm chồng vậy đó mới chịu. Nằm xếp chồng lên như này. Thì thấy chưa, nằm dưới mới chịu nằm đó, đây nữa nè đó. Nằm vậy đó mới chịu. Đó. Nằm vậy đó, cái con nằm vậy đó. Ra đây con kiểu ơi, kiểu rồi đây ơi,
ba có làm mày đâu. Mực bóng luôn. Mấy cái sâu đang ngủ luôn kìa. À, cái chuồng mới vàng là mới đóng xong luôn á. Phương qua mua mấy cái tấm này về lót mà Phương làm cho mấy vàng luôn. Mấy vàng á. Nói cái gì thấy không? Cái này sạch sẽ hơn không? Trước là cây. Cây nó hơi dơ xíu nên một cái miếng xanh này nè là 600.000. 650 miếng là một miếng dài vậy đó, một miếng dài vậy đó, nhưng mà cái khổ nó là 1m2, dài 2m4 là một miếng dài vậy nè, là 600.000. Nhưng mà chuồng của bé vàng á, là Phương phải mua 2 miếng, tại vì nó bị lỡ cỡ, Phương phải mua 2 miếng đó, phải đo ra cắt, cắt 2 miếng mới được. Chứ một miếng cắt không vừa. Một miếng 1m2 nè, đây là 1m2 nè. Nó dài kia 1m5, 1m6. 1m6 còn dư là 6 tấc. 1m6 dư là 8 tấc. 8 tấc mà đưa quanh đây thì không đủ. Nó bị hụt. Đó, nó bị hụt. Tại vì đây là nó 70. 70 mà dài tới 1m6. Dư là 8 tấc à. Học phần nữa đó, lỡ cỡ rồi thử phải mua thêm 1 miếng nữa, 2 miếng để làm cho chuồng cho bé vàng đó chắc chắn luôn. Đây nè, bé chút xíu là Phương phải đi đón một bé. Đó một bé ở Trường Chinh. Rồi Phương có trao đổi với người ta ngày hôm qua rồi. À, xíu nữa là Phương đi đón bé đó. Bé đó là do một chủ trước á, chủ trước kia á, là đi xuất cảnh nên bỏ bé lại cho cái chủ, người chủ sau này người ta thấy thương á, người ta mới lụm bé về người ta nuôi. Nó nhận nuôi. Nhận nuôi xong xuôi rồi bây giờ là gì cũng lý do cái điều kiện gì đó mà người ta không có thể giữ bé lại được đó, cho nên là họ có đăng lên Facebook nhờ người nuôi bé giùm đó. Rồi Phương mới vô trao đổi với người ta thì người ta hẹn là bữa nay là chút xíu nữa Phương sẽ đi. Bé vàng nè, bé bò này mới hôm qua gây án đó nè, mới vừa thả ra được 2 tiếng đồng hồ, phóng ra ngoài đi tơn dí gà dí vịt cho bên kia của người ta rồi, anh không có giặt chết, cái giặt chết thì có chuyện nữa rồi đó, nên phải vô phạt tiếp. Chứ mà thả bé ra là bé nó phóng ra ngoài, ống rào ra ngoài đi nữa, đi bơi ao bơi dọc hồ vậy nè, xong xuôi rồi lên rồi dí gà dí vịt, mà gà vịt ở đây gà đá không à, gà nó nuôi gà đá không, mấy triệu một con không, ổng quặt một con là xong. Đây mấy bé ngoài trước nè, cái gì con hả, ngoan nha, ba thương nha, đó rồi chứ. Cứ con gà đá của người ta mấy triệu bạc không, nó quặp một cái rồi là xong luôn. Phương đâu có tiền nhiều đâu mà đền gà đá cho người ta đó. Mà cái chỗ người ta nuôi đó, mình đâu có kêu bắt người ta phải nhốt gà người ta được, người ta cũng nhốt, phải nhốt trong mấy cái bội á, nó nhảy ra đó, vô bội chụp gà người ta khổ. Cái gì vậy Sám? Ăn xám cái gì cơ ý hả? Nè, bye bye.
Vậy mà chủ bỏ nè, không nuôi nè đó. Vậy mà chủ bỏ không nuôi đó, tội nghiệp chưa. Ba đứa này là, hai đứa này là cũng ở Vũng Tàu luôn nè, ở Vũng Tàu về luôn á, về chung với lại Kem á, cái Kem á. Hai bé này là Phương lụm bữa ở ngoài kia nè, hai bé này nó bỏ gần nhà Phương á, gần trạm Phương nè, hai bé đó nó nay lăn chăn rồi, nay chịu lăn chăn rồi, chút xíu là Phương cho đi mua sổ dục chỗ nói lăn chăn. Ngoan, ngoan. Ừ, bà biết rồi. Ừ. Chiếu nha, chiếu cá chín thì bà cho ăn nha. Nói chị thấy không? Nó ngủ. Biết thân biết phận ngủ, nó ôm nhau nó ngủ nè. Thương không? Con này màu kem này. Con này là màu kem này. Lông nó gì? Trắng trắng thì ngà ngà trắng ngà, hai con màu kem, ba con gấu trúc, hai con đen, có mình ông kia là hồng là con vàng thôi. Rồi giờ Phương đang trên đường đi đón bé đây. Đây là cái cầu Công Lý. Đây là cái cầu Công Lý nè, đây là kênh Nhiêu Lộc, bên kia là Trường Sa, đường Trường Sa, đường Hoàng Sa, đây cầu Công Lý nè đó. Rồi bên kia là chùa Vĩnh Nghiêm á, tại vì cái đường đi nó xe cộ đông quá cho nên Phương không có quay được đó. Phương đang trên đường đi qua đón bé. Này là quận 3, quận 3 với lại Phú Nhuận. Đường này đường bên đó đường là đường Nguyễn Chổi nha. Còn đi về hướng này là ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chỗ bên kia là chùa Vĩnh Nghiêm. Tại đường xe đông quá, giờ buổi sáng mà công nhân người ta, nhân viên chức đường người ta đi làm á, nên xe đông lắm, nên Phương không có quay dọc đường nha quý vị xem. Rồi bây giờ á, là Phương đã đến được chỗ nhận bé chó rồi, giờ đang đợi chị đó đem bé xuống. Đây là đường Trường Chinh. Ngày trước á, cái đường này nó là đường cách mạng 8, nhưng mà sau này á, là người ta cắt ngay ngã tư Bãi Hiền á, là thành đầu Trường Chinh nha. Chứ nó là cách mạng 8 luôn, nhưng mà sau này người ta cắt ra người ta làm Trường Chinh luôn, thành Trường Chinh. Còn từ ngã tư á, ngã tư Bãi Hiền ở đó chỗ Bình Thống Nhất á, là cách mạng 8 với lại Lý Thường Kiệt Trường Chinh. Đây đây là đường Trường Chinh. Bỏ bỏ cho cái thùng này. Thôi, đưa trong đi. Nó tên Ken không? Ken, tên Kiến nè. Dạ. Hiền lắm. Dạ. Rồi, ngoan nha Ken. Về ở với ba nha. Rồi về nha con. Đây Phương đón được bé rồi. Rồi ngoan nha con nha, nha Ken nha. Rồi giờ là bé đã về tới nhà rồi. Ken. Ba biểu ơi. Ken. Bé về tới nhà nha quý vị ơi. Ken. Ken.
này là do nhà chủ sau này của bé là chật nhỏ và chật quá nên không nuôi bé được, nên mới gửi cho trạm. Thì bé này là Phương với câu Facebook thôi, câu Facebook của Phương biết rồi, Phương chủ động Phương liên hệ với người ta. Rồi bé về tới nhà nha quý vị ơi, để ngày mai Phương đi test bệnh bé coi như thế nào. Thôi xin mọi người coi, mọi người nhớ đăng ký cho Phương một lượt đăng ký, một like, một chia sẻ nha, để cho Phương một lần để cho kênh của Phương phát triển lên, để sớm được đủ số lượng người đăng ký để được bật kiếm tiền, để Phương có thêm thu nhập để lo cho các bé. Rồi Phương xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người.